Hello, hello, xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Lab. Bản cập nhật đã trở lại với mọi người rồi đây. Trong tuần vừa rồi, làng game đang cực kỳ sôi động với hàng loạt các tin tức nóng hổi. Từ việc tựa game mobile mới của nhà Ubisoft bị leak trên mạng, các thông tin được tiết lộ tại sự kiện game đối kháng lớn nhất năm EVO Japan 2023. Và cũng không thể bỏ qua tin vui dành cho cộng đồng Weibo nghiện gacha về banner của Mami Kafka cùng bản update siêu khủng đến từ tựa game Genshin Impact. Ok, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Cách đây ít ngày, một đoạn gameplay của Assassin's Creed Jade đã bị rò rỉ trên Internet. Cụ thể, kênh YouTube tên iMobile Gaming đã cho đăng tải video dài hơn 2 tiếng về cơ chế combat, gameplay và một phần cốt truyện trong phiên bản beta của tựa game. Video này đã nhanh chóng được đăng tải với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn như là Twitter và Reddit. Trong video, chúng ta có thể thấy phân cảnh Cassandra chỉ cho nhân vật chính trong phần game lần này là Wei Yu cách thực hiện Leap of Faith và Wei sau đó đã bám sát Cassandra. Đây là một phần của nhiệm vụ chuyến thám hiểm Địa Trung Hải, mục tiêu là đi cùng Cassandra. Trong đoạn clip này, chúng ta có thể thấy Wei Yu không có Hidden Blade, nhưng thay vào đó, anh sử dụng một con dao để ám sát mục tiêu và cây thương để chiến đấu. Ngoài ra, đoạn leak cũng cho các chi tiết khác như là HUD, cơ chế ẩn nấp, ám sát, bắn tên, cưỡi ngựa, v.v. Theo công bố chính thức từ phía Ubisoft, Assassin's Creed Jade sẽ là tựa game Assassin's Creed thế giới mở đầu tiên được xây dựng cho hai dòng máy Android và iOS. Xét về phương diện game điện thoại, Game Lab chúng mình đánh giá đồ họa của game phải gọi là cực phẩm. Hành động của nhân vật và các pha combat rất mượt. Lần đầu nhìn thấy video này, mình đã nhầm lẫn với tựa game Naraka. Điểm đặc biệt đó là game sẽ hoàn toàn miễn phí. Với thông tin này thì các fan của Ubisoft và dòng game AC chuẩn bị tinh thần và cả tiền để gacha đi là vừa. Hiện game đang được phát triển bởi Ubisoft và Level Infinite, bộ phận phát hành game toàn cầu của Tencent. Phần 3 của The Witcher có thể vừa kết thúc trên Netflix, nhưng có một điều chắc chắn rằng vũ trụ xoay quanh anh chàng sói bạc Geralt chưa dừng lại tại đây. Một tin vui đối với fan của cả bộ tiểu thuyết và tựa game cùng tên. Trong một buổi phát trực tiếp mới vào thứ năm, tác giả của Witcher Andrzej Sapkowski và người hâm mộ Ukraine do Fantastic Talk tổ chức nói rằng ông đang viết một cuốn sách tiếp nối hành trình của Geralt of Rivia. Đây sẽ là cuốn sách đầu tiên sau gần 30 năm kể từ ngày Blood of Elves lần đầu tiên ra mắt độc giả Ba Lan. Về cốt truyện của cuốn sách lần này, Sapkowski đã không có bất cứ bất mí nào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có tin tốt đó là ông sẽ tiếp nối cuộc hành trình của Geralt theo mạch truyện của các đầu sách cũ. Như tác giả đã nhắc lại rất nhiều lần, mạch truyện chính của The Witcher đã kết thúc với The Lady of the Lake, được xuất bản 24 năm trước. Theo Sapkowski, bất cứ diễn biến nào khác trong câu chuyện của Witcher sẽ có khả năng là một câu chuyện bên lề hoặc là một phần tiền truyện. Tin tốt thứ hai đó là cuốn sách dường như sẽ được xuất bản trong thời gian rất sớm đây thôi. Sapkowski có vẻ lạc quan về tiến độ của nó, nói rằng có thể mất một năm nhưng không lâu hơn đâu. Vì vậy, chúng ta có thể hy vọng sẽ có một chương mới trong câu chuyện của The Witcher vào năm 2024. Tuy nhiên, Game Lab chúng mình vẫn chưa biết khi nào thì cuốn sách sẽ có phiên bản tiếng Anh hay thậm chí là tiếng Việt. Trong lúc chờ đợi câu chuyện về huyền thoại Witcher, phịch thủ xứ Rivia, chúng ta hãy cùng xem một tựa game đang cố thoi thóp dãy chết như thế nào nhé. Sau hàng loạt những chỉ trích về việc server tệ, hút máu người chơi qua Battle Pass và sự kiện thì như đấm vào mặt fan, cùng việc cắt bỏ PvE đã khiến cho Blizzard suýt bị fan Overwatch tế sống. Mới đây, hãng đã thông báo về việc vẫn sẽ tiếp tục chế độ chơi PvE để chiều lòng game thủ. Mặc dù chúng ta phải trả cái giá không đáng cho lắm, thôi thì méo mó có hơn không nhỉ? Điểm nhấn cho sự kiện lần này đó là Blizzard đã triển khai một chiến lược marketing độc đáo. John Cena đã làm việc với nhà phát triển Blizzard để hack vào livestream của một số streamer và content creator lớn nhất của cộng đồng, ví dụ như là Shroud, Emok, Kaide và Scrum, với những cảnh báo đáng ngại về những gì sắp diễn ra trong bản cập nhật Invasion vào tháng tới. John Cena là một nhân vật được yêu mến qua nhiều thế hệ, chiếm được cảm tình của những người hâm mộ lớn tuổi thông qua sự nghiệp WWE của mình và thu hút khán giả trẻ hơn với những vai diễn cho các tựa phim hành động gần đây. Với mức độ phủ sóng như vậy, việc Blizzard hợp tác với Cena trong Overwatch 2 là một lựa chọn hợp lý. Người hâm mộ đã cực kỳ hy vọng về một cơ hội mong manh nào đó về trang phục có tạo hình của John Cena WWE hoặc là hình tượng nào đó của nam diễn viên này. Hay thậm chí, một số fan đã mơ mộng anh sẽ trở thành nhân vật chơi được trong vũ trụ Overwatch. Bất chấp những suy đoán, dự đoán và lo lắng của người chơi, nam diễn viên kiêm đô vật kiêm của sư hào tung của Binh Chi Linh sẽ chỉ giúp quảng bá sự kiện PvE của Overwatch 2. Tương tự Megan Fox tham gia vào hai video ngắn quảng bá của Diablo 4. Thôi thì fan của Blizzard đúng kiểu thích BDSM à, có khi nghe tin này họ còn thấy sướng ấy chứ. Giải đấu game đối kháng lớn nhất thế giới đã trở lại vào năm nay với tên gọi EVO 2023.
Sự kiện lần này không chỉ giới thiệu một số khoảnh khắc quan trọng nhất trong thế giới trò chơi đối kháng, mà còn có một số thông báo về những tựa game nổi bật trong giới. Từ việc Street Fighter 6 sẽ có màn collab với Teenage Mutant Ninja Turtles, cho đến các nhân vật mới được công bố trong Mortal Kombat 1 và Tekken 8. Cùng với sự trở lại của Fatal Fury kể từ năm 1999 đã khiến fan quốc tế nổ tung. Lượng tin tức nóng hổi trong sự kiện lần này rất nhiều, nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất phải kể đến màn collab giữa Street Fighter và Teenage Mutant Ninja Turtles vào ngày 8 tháng 8 dưới dạng trang bị, biểu tượng cảm xúc, danh hiệu và trang phục sẽ biến bạn thành một trong 4 thành viên của tổ đội ninja rùa trong Street Fighter 6. Mặc dù Leonardo, Donatello, Raphael và Michelangelo sẽ không được thêm vào dưới dạng các nhân vật chơi được như trong Injustice 2, nhưng có vẻ như sẽ có rất nhiều các sản phẩm fanservice dành cho người hâm mộ trong gói này, bao gồm một biểu tượng cảm xúc khiến nhân vật của bạn đang ngấu nghiến một chiếc bánh pizza. Nhân vật tiếp theo của Street Fighter 6 sau Rashid sẽ là kẻ điên cuồng thuốc độc Aki. Và EVO 2023 đã xác nhận cô nàng sẽ chính thức lên sàn vào mùa thu năm nay. Cá tính điên loạn và sở trường liên quan đến độc dược của cô đã khiến cho cộng đồng fan Street Fighter cực kỳ hào hứng, đếm từng ngày cho đến khi thực sự được điều khiển cô nàng. Ngoài ra, Mortal Kombat 1 sẽ bổ sung thêm 4 nhân vật nữa, đó là Reptile, Azra và Havoc. Người ta cũng xác nhận rằng Sarena sẽ tham gia MK1 với tư cách là một nhân vật cameo. Chúng ta vẫn còn rất nhiều tin tức sôi sục khác của giới game đối kháng. Tuy nhiên, chúng mình chỉ có thể liệt kê ra một vài cái tên tiêu biểu mà thôi. Nếu viewer của Game Lab muốn chúng mình làm một video tổng hợp sự kiện thì hãy comment bên dưới để chúng mình được biết nhé. Vẫn trong chủ đề game đối kháng, một tựa game nóng hổi vừa chơi vừa thổi đến từ công ty làm nhạc hay hơn cân bằng game Riot Entertainment đã dần được hé lộ qua những video đăng tải trên kênh YouTube chính thức của hãng. Project L, một trò chơi đối kháng lấy bối cảnh trong vũ trụ Liên minh Huyền Thoại. Tựa game này đang thu hút sự chú ý của những fan của dòng game fighting game, những người chơi Liên minh Huyền Thoại lâu năm và cả những người tò mò về các sản phẩm ăn theo LOL của Riot. Project L là một tựa game chiến đấu 2D với phong cách 2v2, khi mỗi người chơi điều khiển một cặp nhân vật Liên minh Huyền Thoại, hoặc bạn có thể chơi đấu cặp, 4 player chia làm 2 team. Bạn chỉ có thể chiến thắng khi đã hạ knockout toàn bộ nhân vật của đối phương. Game có cơ chế chiến đấu đơn giản hơn các tựa game đối kháng truyền thống khác. Nếu bạn đã chơi series Smash Bros, nó sẽ tương tự như cách tung chiêu của tựa game nhà Nintendo. Ngoài 3 nhân vật chơi được đã xuất hiện trong các video quảng bá của game, đó là Echo, Ari và Darius, mới đây chúng ta được chào đón thêm một thành viên nữa, đó chính là đấng chém gió thành bão Yasuo. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm Project L được phát hành. Tuy nhiên, trong buổi giới thiệu trò chơi của họ vào tháng 11 năm 2021 của sự kiện Arcane, Riot đã giải thích rằng trò chơi vẫn còn rất lâu nữa mới hoàn thành và không có khả năng được phát hành vào bất cứ thời điểm nào trong năm 2022. Kể từ bản cập nhật lớn gần đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn kín tại EVO Japan 2023, trò chơi vẫn còn lâu mới đến giai đoạn Closed Beta. Vì vậy, chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian để chill. Anh em nào hóng quá thì chơi tạm Tekken và Street Fighter cho đỡ cuồng chân tay vậy. Vào tối thứ 6 ngày 4 tháng 8 vừa qua, MiYoYo đã tổ chức buổi livestream đặc biệt giới thiệu phiên bản 4.0 của đứa con cưng game gacha đình đám Genshin Impact. Và như thường lệ hàng năm thì đây là phiên bản cập nhật lớn nhất, nặng nhất và nhiều nội dung mới nhất mang đến cho chúng ta cả một quốc gia và một vị thần mới. Phiên bản 4.0 có tên gọi chính thức là Như làn mưa nhẹ không rõ nguyên nhân. Sau khi trò chơi cập nhật thì nhà lữ hành sẽ chính thức được đặt chân đến thủy quốc Fontaine. Đây là một đất nước được lấy cảm hứng thiết kế từ những bản giao hưởng du dương, những tòa nhà cổ kính ở châu Âu, cụ thể là nước Pháp. Có rất nhiều nhân vật mới đã được giới thiệu trong đoạn trailer, trong đó có cả thủy thần Focalor nữa. Về banner thì giai đoạn 1 chúng ta sẽ có Linnae và Yelan là 5 sao, cùng với nhân vật 4 sao mới là Lynette. Giai đoạn thứ 2 là Zhongli và Childe, với Ferminet là nhân vật 4 sao mới đi kèm. Ngoài nhân vật ra thì chúng ta còn có thêm rất nhiều vũ khí mới, bao gồm một cây cung trấn 5 sao dành cho Linnae, bộ vũ khí rèn trông khá sang chảnh ở Fontaine và 5 vũ khí mới toanh để bạn lựa chọn trong gói Battle Pass. Nhiệm vụ ma thần lần này cũng sẽ được kéo dài trong 3 phiên bản như Sumeru, từ 4.0 cho đến tận 4.2 để người chơi có thể từ từ trải nghiệm, tránh tình trạng chạy cốt truyện quá nhanh như đã từng xảy ra trước đây. Ngoài những nội dung lớn ở trên thì game cũng update thêm nhiều cải tiến nhỏ nhưng chất lượng. Ví dụ như là thêm 8 bộ thánh di vật mới và tính năng quy đổi ở tiệm rèn. Nâng tổng số thánh di vật mà người chơi có thể giữ trong kho đồ từ 1.000 năm lên 1.008. Hệ thống chia tầng của map giúp cho người chơi thám hiểm các khu vực dưới lòng đất dễ dàng hơn. Menu nhân vật với giao diện ảnh động hoàn toàn mới. Và cuối cùng là chế độ theo dõi bạn bè khi họ đang chơi thẻ bài TCG. Mặc dù mình cũng không biết là có đứa bạn nào của mình đang chơi chế độ này hay không nữa. Thời gian Genshin update phiên bản 4.0 sẽ rơi vào sáng thứ Tư ngày 15 tháng 8. Các bạn nên sắp xếp bộ nhớ dần đi nhé. Vì theo mình được biết thì phiên bản này sẽ không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Vậy là kể từ thời điểm video này ra mắt thì chỉ còn vài tiếng nữa thôi là banner Kafka sẽ chính thức xuất hiện.
cô nàng thích chơi violin này vẫn là nhân vật được cộng đồng mong chờ nhiều nhất kể từ khi game Honkai Star Rail được ra mắt. Kafka là một thành viên của hội thợ săn Steron bí ẩn, là mommy của mọi nhà khai phá. Bên cạnh vẻ ngoài vô cùng quyến rũ thì cô có sở hữu một bộ kỹ năng cực kỳ ấn tượng nữa. Theo những thông tin được tiết lộ trong buổi livestream 1.2 vài tuần trước, chúng ta được biết rằng Kafka sẽ là nhân vật mang vận mệnh hư vô thuộc tính lôi 5 sao đầu tiên của game. Với bộ kỹ năng liên kết chặt chẽ việc gây sát thương theo thời gian, cô kết hợp rất tốt với các nhân vật hư vô khác, tạo nên một đội hình mạnh mẽ xoay quanh lối chơi này. Mình dự tính là sau khi xuất hiện, Kafka sẽ mở ra một hướng xây đội hình hoàn toàn mới so với các đội hình hiện tại bây giờ. Ngoài việc trở thành một nhân vật có thể chơi được ra, thì mình cũng rất tò mò về diễn biến cốt truyện của cô nàng này. Bởi vì vốn dĩ Kafka là một trong những nhân vật đầu tiên mà nhà khai phá được gặp, và cho đến giờ thì lượng thông tin về cô vẫn chưa hề có nhiều. Mình nghĩ Kafka là một nhân vật vô cùng quan trọng, vì cô là một trong số ít những người biết về quá khứ của nhân vật chính. Vậy nên hiểu rõ Kafka thì cũng giống như hiểu rõ chính bản thân mình vậy. Sau khi Kafka banner chính thức trình làng, thì Game Lab chúng mình cũng dự định sẽ làm một video phân tích cốt truyện nhân vật này. Các bạn đừng quên subscribe cho kênh để được đón xem ngay khi video này được lên sóng nhé! Và bản cập nhật của chúng mình xin tạm kết thúc tại đây. Nếu có gì sai sót, các bạn hãy comment bên dưới phần bình luận giúp mình nhé! Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe cho Game Lab. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!